Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Tiết mục giới thiệu văn bản pháp luật, chúng tôi giới thiệu nội dung Nghị định 104/2022 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Tiếp đến như thường lệ là tiết mục trả lời thư của bạn xem đài. Sau cùng có phát biểu trả lời của luật sư Lê Hải Lâm. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo đó, quy định được sửa đổi bổ sung phần lớn liên quan đến việc sửa đổi bổ sung các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Nghị định số 104 bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực như việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi. Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nghị định cũng bãi bỏ, thay thế một số cụm từ liên quan tới quy định về sổ hộ khẩu tại các nghị định liên quan tới một số lĩnh vực cụ thể như điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, hộ tịch, người có công, bảo trợ xã hội. Cũng theo Nghị định 104/2022, việc khai thác sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức sau: tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia. Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNEID. Sử dụng thiết bị đầu độc đã được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QR code hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, phải khai thác sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Thông tin về cư trú của công dân tại thời điểm làm thủ tục hành chính được cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính ghi nhận và lưu giữ trong hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức nêu trên, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú. Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú được nêu cụ thể trong quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ, cơ quan, địa phương hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ. Các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với tiết mục hộp thư truyền hình. Khán giả đầu tiên chúng tôi trao đổi là anh Nguyễn Văn Hậu ở thị trấn Phước Long, huyện Phước Long. Thư anh hỏi: nhà tôi có thửa đất trồng lúa 500m² nằm sát khu dân cư. Nếu tôi muốn chuyển đổi sang đất ở thì có được không? Nếu như được chuyển đổi thì tôi cần liên hệ với cơ quan chức năng nào để làm thủ tục? Anh Hậu thân mến, yêu cầu của anh chúng tôi xin trả lời như sau. Theo luật đất đai năm 2013 thì căn cứ để giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, việc anh có được chính quyền cho phép chuyển thửa đất trồng lúa nêu trên sang đất ở hay không sẽ tùy thuộc vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban dân cấp huyện. Chúng tôi xin lưu ý thêm với anh là luật đất đai quy định trong trường hợp cần thiết, hội đồng thẩm định quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tổ chức kiểm tra khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là việc
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Cùng với đó, luật đất đai năm 2013 còn quy định thêm, nhà nước có chính sách bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Về thẩm quyền giải quyết, Ủy ban dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với hộ gia đình cá nhân. Ủy ban dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức. Ủy ban dân cấp huyện xem xét việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ruộng sang đất ở của hộ gia đình cá nhân theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, nếu có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở, anh cần liên hệ với Ủy ban dân cấp huyện nơi có mảnh đất để được xem xét giải quyết. Tiếp theo, chị Nguyễn Thùy Trang ở phường 5, thành phố Bạc Liêu, thư chị trình bày. Vợ chồng tôi có tài sản chung là căn nhà. Năm 2018, chồng tôi mất, không để lại di chúc. Tôi vẫn tiếp tục sử dụng căn nhà này. Năm 2021, cha mẹ chồng tôi mất, cũng không để lại di chúc. Mới đây, chị chồng tôi yêu cầu bán căn nhà chung của hai vợ chồng tôi để chia cho chị ấy. Vậy, theo quy định pháp luật, thì tôi có phải chia tài sản là căn nhà của vợ chồng tôi cho người chị chồng hay không? Chị Trang thân mến, vì đây là tài sản chung của hai vợ chồng và khi chồng chị mất không để lại di chúc, nên theo quy định của Bộ Luật Dân sự, thì giá trị một nửa căn nhà là di sản của chồng chị sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Điều 651 Bộ Luật Dân sự năm 2015, những người thừa kế theo pháp luật thứ tự như sau. Hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Do vậy, phần di sản là một nửa căn nhà của chồng chị khi mất sẽ được chia đều cho chị, cha, mẹ của chồng chị. Tuy nhiên, năm 2021, cha và mẹ chồng đều mất, mất sau chồng chị. Nên phần di sản mà cha mẹ chồng được hưởng từ chồng chị sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Theo hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ chồng là chị chồng chị. Vì thế, chị chồng của chị sẽ được hưởng phần di sản thừa kế mà cha mẹ chồng được hưởng từ chồng chị. Anh Phạm Thế Quang ở thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi hỏi: Tôi thường thấy người điều khiển xe máy có thói quen đeo tai nghe và nhiều người nói rằng đeo tai nghe khi chạy xe có thể bị phạt tiền và giam bằng lái xe. Vậy có đúng hay không? Anh Quang thân mến, khi chạy xe máy mà đeo tai nghe sẽ khiến người điều khiển xe khó tập trung lái xe, khó nghe được các tín hiệu giao thông, khiến người đó dễ rơi vào trạng thái mất an toàn khi tham gia giao thông. Theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, thì người điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy không được sử dụng thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính. Người sử dụng thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính khi điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Quy định tại Nghị định 100/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021. Ngoài việc bị phạt tiền, người có hành vi sử dụng thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính khi điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Do đó, việc đeo tai nghe khi điều khiển xe máy là hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ. Để an toàn khi chạy xe, tất cả mọi người không nên đeo tai nghe. Chúng tôi cũng vừa nhận được thư của bạn Nguyễn Văn Hồng ở phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Thư bạn hỏi: Tôi và người yêu ở với nhau được 10 năm và có với nhau đứa con chung 9 tuổi. Tôi sắp ra nước ngoài định cư, người yêu và con tôi ở lại Việt Nam. Tôi có ý định để lại căn nhà là tài sản của tôi cho đứa con. Cho tôi hỏi, trẻ vị thành niên có được quyền nhận tài sản tặng cho hay không? Xin chào bạn Hồng, liên quan đến vấn đề trẻ em 9 tuổi có được quyền nhận tài sản tặng cho hay không, thì Điều 75 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định, con có quyền có tài sản riêng. Cụ thể, tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, qua lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con. Tuy nhiên, theo Điều 21 Bộ Luật Dân sự quy định, người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi khi xác lập thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Điều 76 Luật Hôn nhân và Gia đình cũng quy định tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý
được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác. Do đó, pháp luật không hạn chế về quyền có tài sản riêng của trẻ em, nhưng con dưới 15 tuổi sẽ bị pháp luật hạn chế về quyền quản lý tài sản riêng của mình. Đối với con bạn mới 9 tuổi, thì tài sản riêng của con sẽ do mẹ bé quản lý hoặc bạn có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Khi đứa nhỏ đã đủ 15 tuổi thì phải giao lại tài sản cho con, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác. Chị Nguyễn Thu Thủy ở phường 7 thành phố Bạc Liêu, thưa chị hỏi. Tôi có người bác của tôi từ quê lên chơi và dự kiến sẽ ở lại khoảng 10 ngày để chữa bệnh. Xin hỏi bác tôi có phải đăng ký tạm trú hay không? Theo yêu cầu của chị Thủy, chúng tôi xin trả lời như sau. Luật cư trú năm 2020 quy định về điều kiện đăng ký tạm trú như sau. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã, nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập, hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú. Và điều 30 luật cư trú năm 2020 quy định về thông báo lưu trú như sau. Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú, du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú, có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân hộ gia đình mà cá nhân thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó, thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú, lý do lưu trú, thời gian lưu trú, địa chỉ lưu trú. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau. Trừ trường hợp ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, anh chị em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần. Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú. Như vậy, nếu bác chị ở lại nhà chị dưới 30 ngày thì không phải thực hiện đăng ký tạm trú nhưng phải thông báo lưu trú. Việc thông báo lưu trú được thực hiện theo các quy định nêu trên. Bà Nguyễn Mạnh Cường ở xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải hỏi: Năm 2017, ông nội tôi mất để lại một số tài sản nhưng không để lại di chúc. Các chú của tôi đều được hưởng thừa kế một phần tài sản đó. Cha tôi đã mất trước ông bà nội từ lâu, nên các chú của tôi không chia thừa kế cho cha tôi. Vậy các anh em tôi có được hưởng thừa kế tài sản của ông bà nội hay không? Bạn Cường thân mến, yêu cầu của bạn được luật sư Lê Hải Lâm, văn phòng luật sư Hải Lâm trả lời như sau. Tôi xin trả lời thư của bạn Nguyễn Mạnh Cường như sau. Không phải hễ là cháu nội thì được hưởng tài sản thừa kế của ông bà nội, mà phải thỏa mãn những điều kiện cụ thể. Trường hợp thứ nhất, nếu như ông bà nội của bạn có làm di chúc phân định tài sản cho anh em của bạn, di chúc đó hợp pháp, có hiệu lực pháp luật thì mới được hưởng thừa kế di sản theo di chúc. Trường hợp cụ thể này thì ông bà nội của bạn không làm di chúc nên không anh em của bạn không được hưởng thừa kế của ông bà nội. Trường hợp thứ hai, do ông bà nội của bạn không có làm di chúc nên di sản thừa kế được giải quyết thừa kế theo pháp luật, nghĩa là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Tại điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về những người thừa kế thành 3 hàng thừa kế. Hàng thứ nhất là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Theo quy định này thì cha của bạn thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Về hàng thừa kế thứ hai là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Và theo quy định này thì anh em của bạn thuộc hàng thừa kế thứ hai. Luật cũng quy định những người cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước đó do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị trút quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận
và di sản. Như vậy thì cha của bạn chỉ được hưởng phần di sản thừa kế bằng với phần di sản của các chú bạn đã chia, và anh em của bạn thì được do cha của bạn mất nên anh em của bạn được hưởng phần này. Tóm lại, anh em của bạn chỉ được hưởng thừa kế tài sản do bà nội, nếu bà nội định đoạt bằng di chúc. Nếu thừa kế theo do pháp luật thì chỉ được hưởng thừa kế tài sản là phần di sản mà cha của bạn được hưởng nếu còn sống, hoặc hàng thừa kế thứ nhất không còn do chết, hoặc là không có quyền hưởng di sản, bị trút quyền hưởng di sản, hoặc từ chối nhận di sản, mới anh em của bạn mới được hưởng theo pháp luật quy định. Quý vị và các bạn thân mến, phát biểu trả lời của luật sư Lê Hải Lâm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.